bị đen chưa? Thôi với mình đi bác sĩ đi. Không không. Đây điện thoại nè. Không. Điện thoại nè. Con đừng mở luôn. Dạ không, mở tivi cho nhóm coi đi. Con làm gì vậy? Hả? Tại sao vậy con? Vậy thì thằng con không muốn coi. Tại sao vậy? Coi là sao? Ở bị lâu răng đó. Thôi dắt dắt nhắm gì bác sĩ, bác sĩ lại coi kiến đi. Hết không mắt không hết chưa? Lại coi kiến không mắt không hết chưa? Vậy bố không còn dám coi điện thoại nữa không? Bố nè không còn... kiến nè, coi đi. Bố không còn coi điện thoại nữa không? Nhắm. Nhắm. Mốt không còn muốn gọi điện thoại. Im. Nghe mẹ hỏi. Còn coi điện thoại nữa không? Hả? Dạ không. Còn coi tivi nữa không? Im đặng. Ăn cay bây giờ nha. Còn coi tivi nữa không? Dạ không. Mốt phải kêu tắt ngủ rồi, tắt ngủ rồi chưa? Con hiểu rồi. Giỏi.